từ ngoài cổng. Đến bên trong sân chùa, gần như không còn một chỗ nào có thể chen chân vào, dù đang là giữa trưa và trời nắng khá gắt. Đông mà không có thể nào mà đi vô được luôn á. Tới đây là 10 giờ mấy. Tới đây là 10 giờ mấy rồi. Mà vô ở ngoài là đã gửi xe là cũng khó khăn lắm. Bữa nay rất là đông. Sáng 18 tháng 2 năm 2024, rất đông người dân từ khắp các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận đã đổ về chùa Phước Hải, hay còn có tên gọi là chùa Ngọc Hoàng, để cầu may mắn bình an trong ngày viếng Ngọc Hoàng, khiến khu vực Mai Thị Liệu, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh dẫn vào chùa đông nghẹt người, bịt kín lối vào. Người dân khi muốn vào chùa phải nối theo hàng người đông đúc, nhích từng bước mới vào được bên trong. So với năm ngoái thì lượng người hôm nay khá là đông. Khá là đông. Tại vì có thể là nhiều lý do, với lý do giống như là gần đến ngày vía thần tài, ngày 10 tháng 10 là lý do ngày hôm nay ngày 9 là rất nhiều người đến đây để lễ chùa. Dạ, em đến đây để cầu cho công việc. Dạ, với cầu cho được tình duyên. Em đến từ lúc 10 giờ. Dạ, hôm nay đông. Tại vì em nghĩ là hôm nay nó sẽ không có đông, tại vì ngày rằm thường thường nó sẽ đông hơn. Nhưng mà không biết tại sao hôm nay đông quá. Tôi là người Hoa mà ông nội từ cái thời Mãn Thanh được qua đây rồi. Mình cũng đến đây, cái chùa ở đây là để cầu phước, cầu bình an, cũng cầu cho làm cái gì cũng và thuận lợi. Để cho mọi việc nó là vạn sự dưới ý của mình, theo ý của mình. Mọi người ở đây thì nói chung cứ ngày này là đông. Tất cả ở đâu cũng đều hồi tụ vào đây để khấn lễ, để xin sức khỏe, xin làm ăn cả năm đấy. Chùa Phước Hải được biết đến là một ngôi chùa cổ kính linh thiêng ở thành phố Hồ Chí Minh và từng được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ghé thăm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016. Chính vì vậy, ngoài được coi là nơi linh thiêng để cầu an, chùa Phước Hải còn là địa điểm được khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến để tham quan. Biết tin là từ Tổng thống Mỹ Obama đã tới chùa này có tham quan, giống như mấy khách nước ngoài, người Việt Nam cũng là giống như là vào đây là cũng là cầu phước vậy đó. Nè, bé nhà chị đang có bầu đấy, con xin cho mẹ cựu mẹ tròn con vua. Theo các tài liệu để lại, chùa Phước Hải xây dựng vào năm 1892. Đến năm 1900 thì hoàn thành và làm lễ khánh thành vào năm 1906. Theo thời gian, chùa Phước Hải bị xuống cấp nên phải tiến hành trùng tu nhiều lần vào các năm 1943, 1958, 1985, 1986 và năm 2006. Mùng 9 tháng Giêng hàng năm là thời điểm chùa đông đúc nhất khi người dân đến chùa vào ngày viếng Ngọc Hoàng. Càng về trưa 18 tháng 2, dòng người đổ về chùa ngày càng đông đúc hơn. Nhiều người đợi xếp hàng ở ngoài phải chờ đến nửa tiếng đồng hồ mới có thể vào trong lễ bái.